Sau sự thành công của Squid Game mùa 1, năm nay Squid Game đã quay trở lại dưới thể thức một game show thực tế. 456 người cùng vào trong một trường quay khổng lồ, thi đấu với nhau. Mỗi một người bị loại tương ứng với 10.000 đô tiền thưởng. Sau khi tất cả bị loại, tổng số tiền thưởng sẽ tương đương 4,56 triệu đô la. Phần thi đầu tiên là đèn xanh đèn đỏ. Vừa mở cánh cửa, tất cả người chơi đều rất phấn khích. Bởi vì mọi thứ đều được bài trí hoàn toàn giống với bộ phim Squid Game mà họ biết trước đó. Chỉ là tò mò, không biết con búp bê kia có bắn súng thật không. Hai người này là một cặp mẹ con, họ đang rất hào hứng để bắt đầu công cuộc đổi đời của cuộc đời mình. Mọi người đều cho rằng đây là một trò chơi dễ ăn, nhưng không hề. Thể lệ của trò chơi là tất cả mọi người sẽ tiến về phía trước khi con búp bê hát và sẽ phải đứng im khi con búp bê ngừng hát. Tất cả mọi người có 5 phút để về đến đích. Chỉ sau vài bước chạy đầu tiên, số người bị loại lên đến hàng chục người. Nhiều người vì sợ bị loại, thậm chí chỉ chạy vài bước đã nằm xuống. Một cô gái vô tình phải đứng yên trong tư thế ngồi xổm, từng người bị loại xung quanh khiến cô ta như chết lặng, quyết không thể từ bỏ. Tuy nhiên vì quá đau và mỏi ở tư thế đó, cô ấy đã không thể chịu đựng được, đành phải từ bỏ cuộc chơi. Cuối cùng cũng đã có người đầu tiên về đích, sau đó là những người tiếp theo. Tuy nhiên chỉ còn 20 giây và vẫn còn rất nhiều người đang ở phía sau. Người mẹ già cuối cùng cũng may mắn về được đến đích, còn những người khác thì không may mắn như vậy. Sau khi kết thúc phần thi đầu tiên, mọi người được đưa về phòng nghỉ. Ai nấy đều rất phấn khích bởi vì nơi này được bài trí giống hệt phiên bản trong phim Squid Game. Sau khi người chơi chọn xong vị trí ngủ của mình, ban tổ chức bước vào thông báo kết quả của vòng thi đầu tiên. Số người chơi đầu tiên là 456 người, sau vòng thứ nhất còn lại 197 người. Mỗi người bị loại tương đương với số tiền 10.000 đô và 2,59 triệu đô đã được đổ vào ống heo. Nhìn thấy số tiền khổng lồ trước mắt, những người chơi không thể giấu nổi sự thèm khát. Tiếp theo, ban tổ chức nói giữa các trò chơi sẽ có các bài kiểm tra nhân cách sẽ diễn ra trong ký túc xá này. Trong đó các bạn có thể trao lợi thế cho người chơi khác để giúp họ trong trò chơi. Nhưng cẩn thận, những bài kiểm tra này cũng là cơ hội để loại những người chơi khác. Nghe đến đây, tất cả người chơi đều cảm thấy lo sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu của những người xung quanh mình. Không lâu sau, những người chơi chia nhau ra làm việc nhà. Và hai người gọt cà rốt này đã được lựa chọn để làm bài kiểm tra đầu tiên. Bọn họ có thể cho một người chơi được hưởng lợi thế trong trò chơi tiếp theo hoặc có thể loại bất cứ người chơi nào. Quyết định của hai người sẽ được giấu tên và người bị loại sẽ công bố vào sáng ngày mai. Cô gái muốn cho một ai đó lợi thế trong trò chơi tiếp theo và hy vọng có thể người đó cũng sẽ giúp đỡ mình. Nhưng người đàn ông kia lại không nghĩ như vậy. Anh ta cho rằng, cho dù có giúp bất cứ ai hưởng lợi thế, thì người đó sẽ không bao giờ giúp đỡ lại hai người họ. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cả hai đã chọn loại người chơi số 200. Sau khi ra bên ngoài, số 101 và 134 tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Họ cười nói vui vẻ, còn hẹn hôm sau sẽ đi làm việc cùng nhau. Tiếp theo là đến giờ cơm, ban tổ chức cố ý làm những suất ăn vô cùng ít để thử lòng những người chơi. Và số 161 đã không thể chịu được đói. Anh ta lấy một phần thức ăn rồi đem giấu dưới gối, tiếp theo lại quay trở lại xếp hàng và lấy thêm một phần thức ăn nữa. Một số người chơi đã nhìn thấy điều bất thường, nhưng họ cũng mặc kệ và không làm gì 161 cả. Sáng hôm sau, ban tổ chức công bố bài kiểm tra đã kết thúc và người chơi số 200 đã bị loại. Ngay sau đó, trò chơi tiếp theo cũng bắt đầu. Họ cho tất cả người chơi xếp thành 4 đội, sau đó cho những người đứng đầu hàng vào một căn phòng. Sau đó công bố trò chơi tiếp theo chính là tách kẹo đường. 4 người sẽ lựa chọn hình mà mình và người chơi trong hàng sẽ tách. Đương nhiên bọn họ đều chọn vào 3 hình đầu tiên và không ai chịu lựa chọn hình chiếc ô. 4 người chỉ có 2 phút để lựa chọn, rất nhanh đã hết thời gian 2 phút. Cuối cùng 4 người không thể đồng nhất quyết định. Cả 4 đã bị loại. Tiếp theo, ban tổ chức lại mời 4 người đứng đầu hàng vào bên trong. Đương nhiên cả 4 đều không chịu chọn chiếc ô, vì nếu chọn vào nó đồng nghĩa với cái vé ra về đang chờ sẵn bạn. Lần này 4 người đã quyết định chạy đua để chọn lựa. Nhưng một người chơi đã ăn gian, anh ta đã tự đếm và chạy trước. Cuối cùng không ai chịu thua, cả 4 người đều tiếp tục bị loại. 4 người đứng sau lại tiếp tục vào bên trong, 3 người lại tiếp tục chọn những hình dễ và để lại chiếc ô cho người còn lại. Anh ta vì muốn cả 4 đều đồng thuận kết quả, nên đã ra điều kiện nếu mình chọn chiếc ô. Anh ta nói rằng nếu mình chọn chiếc ô, thì sau khi những người khác làm xong phần thi của họ, sẽ đến giúp những người trong hàng của mình và 3 người kia đã đồng ý. Cuối cùng cả 4 đã đồng thuận sự lựa chọn. Ngay sau đó, ban tổ chức công bố kết quả của phần lựa chọn và nói 4 hàng sẽ thi đấu riêng và không thể giúp đỡ nhau trong phần thi này. Những người chơi đứng trong hàng phải tách kẹo hình chiếc ô tỏ nên rất tức giận, bọn họ coi thường người đứng đầu hàng của mình. Những người chơi tách kẹo hình tròn là những người thi đầu tiên, họ đã cùng người đầu hàng của mình ăn mừng nồng nhiệt. Bởi vì đều đã xem Squid Game phiên bản điện ảnh nên mọi người đã biết mẹo của trò chơi. Bọn họ lật úp mặt sau của chiếc kẹo và ra sức liếm. Vì hình tròn có vẻ là hình dễ dàng nhất nên mọi người nhanh chóng vượt qua. Tiếp theo là hình tam giác và hình ngôi sao. Số người bị loại cũng bắt đầu tăng dần lên.
Cuối cùng là hình chiếc ô, những người chơi sau khi vào bên trong thì không thèm để ý đến người đầu hàng của mình. Bọn họ không ngừng xì xào nói xấu anh ta. Họ tức giận như vậy là cũng có lý do, bởi sau khi phần thi của họ kết thúc chỉ có 2 người vượt qua. Toàn bộ người chơi tách kẹo hình chiếc ô gần như đã bị loại hết. Sau phần chơi thứ 2, 69 người đã bị loại và giải thưởng đã lên đến 3,37 triệu đô la. Trong giờ nghỉ, người chơi bắt đầu xây dựng những liên minh. Phần vì sợ rằng mình sẽ bị loại vô cớ trong giờ nghỉ, phần là để chuẩn bị cho trò chơi kéo co đang đón chờ bọn họ. Tiếp theo, ban tổ chức đưa ra một chiếc điện thoại. Không lâu sau đã có một cuộc điện thoại gọi điện đến. Tất cả người chơi đều cảm thấy lo lắng, không biết ban tổ chức có ý gì. Không lâu sau đã có một cuộc điện thoại gọi đến, số 198 đã nhanh tay bốc máy. Mục tiêu của anh ta chính là phải loại được số 432, vì trước đó cả hai đã xảy ra một cuộc đấu võ mồm ở trong phòng. Không ngờ, phần thưởng của anh ta nhận được chính là một bữa ăn thịnh soạn. Bởi vì những bữa ăn ở đây không đủ đáp ứng cái bụng của người chơi, nên phần thức ăn này trở thành thứ xa xỉ phẩm. Tất cả những người chơi còn lại đã mất hết liêm sỉ, thi nhau ăn hôi. Thậm chí một cô gái còn lấy cả một chiếc burger của 198, ăn ngấu nghiến. Không lâu sau, đám đông lại giải tán. Điện thoại tiếp tục reo lên. Với mục tiêu nhất định phải loại số 432, số 198 tiếp tục nhấc máy một lần nữa. Nhưng lần này, anh ta đã không còn được may mắn như lần trước. Ban tổ chức thông báo anh có nguy cơ bị loại nếu không thể lừa một người chơi khác nghe cuộc gọi này. Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của người chơi số 198, đương nhiên không ai muốn đến nghe máy. Cuối cùng anh ta đã bị loại. Không lâu sau đã đến trò chơi tiếp theo, ban tổ chức cho người chơi đứng xếp thành 8 hàng dọc để chia đội. Mọi người đều tưởng rằng trò chơi tiếp theo là kéo co, nên ai cũng chọn đội có nhiều người khỏe mạnh. Thậm chí có người đã phải khóc vì nghĩ mình đã rơi vào đội yếu. Tiếp theo ban tổ chức sẽ bốc thăm để tìm ra các đội đối đầu. Đầu tiên, đội số 1 và đội số 3 sẽ đối đầu với nhau. Nhưng bên trong khác hoàn toàn với tưởng tượng của bọn họ, trò chơi tiếp theo chính là bắn thuyền. Đầu tiên bọn họ sẽ phải chọn ra một thuyền trưởng và một thuyền phó. Để thắng trò chơi này, đội trưởng phải bắn tên lửa vào thuyền của đối phương. Những người chơi còn lại chỉ bị loại khi cả thuyền bị đánh chìm. Thuyền trưởng đầu tiên đánh chìm hai tàu của đội khác sẽ thắng, nếu để đội thua, cả thuyền phó và thuyền trưởng sẽ bị loại. Đầu tiên hai đội sẽ xếp thuyền vào các tọa độ, sao cho đối phương khó đoán nhất. Đầu tiên, đội đỏ chọn bắn tên lửa vào tọa độ B2, may mắn cho đội xanh là tên lửa bắn sắt nút. Đội xanh chọn bắn vào tọa độ B7 và cũng trượt. Lượt tiếp theo, đội xanh không còn may mắn nữa. Đội đỏ đã bắn trúng tọa độ G2. Đội đỏ liên tiếp bắn trúng, còn đội xanh thì như mò kim đáy bể, bắn 3 viên pháo mà không trúng một tọa độ nào. Cuối cùng viên thứ tư đội xanh đã bắn trúng một tọa độ. Nhưng lúc này đội đỏ đã loại được cả con tàu của đội xanh, đồng nghĩa với việc 5 người trên tàu đã bị loại. Không lâu sau, đội xanh cũng loại được tàu 4 người của đội đỏ, cân bằng tỷ số 1-1. Và lúc còn đang ăn mừng, đội đỏ đã bắn trúng một con tàu 2 người của đội xanh. Nhưng càng gay cấn hơn, đội xanh cũng đã bắn trúng tàu 3 của đội đỏ. Lượt bắn tiếp theo cả hai đội đều không bắn trúng mục tiêu. Kết quả lượt cuối cùng đội xanh đã bị bắn hỏng thuyền 2. Đội xanh đã thua, 9 người đã bị loại. Cứ như vậy, trò chơi thứ 3 đã kết thúc và chỉ còn lại 73 người. Số tiền thưởng đã tăng lên 3,83 triệu đô la. Trong giờ nghỉ, ban tổ chức bê ra một bàn phím số và tuyên bố sẽ có 2 bài kiểm tra giữa giờ cho các người chơi và sẽ công khai ngay trong ký túc xá của bọn họ. Bài kiểm tra đầu tiên, mỗi một người chơi sẽ chọn một người để loại, sau khi tổng kết 3 người có số bình chọn nhiều nhất sẽ bị loại. Những người chơi bắt đầu tìm các liên minh, hy vọng sẽ không ai điền mã số của mình lên đó. Sau màn lựa chọn đầy căng não, 5 người đã được bình chọn. Cuối cùng 3 số, 374, 330, 161 đã bị loại. Đến bài kiểm tra thứ 2, ban tổ chức mời 5 tình nguyện viên đứng lên trên. Tiếp theo đưa ra 6 chiếc hộp bí ẩn, sau đó yêu cầu 5 người bắt đầu chọn lựa mỗi người một chiếc. Một cô gái phát hiện điềm chẳng lành, bắt đầu run sợ rơi nước mắt. Ban tổ chức nói trong những chiếc hộp sẽ có quyền loại người chơi khác, lợi thế trong trò chơi tiếp theo, hoặc sẽ bị loại ngay lập tức. Người đầu tiên mở hộp là số 183. Thật may mắn, anh ta được loại 2 người chơi bất kỳ. Đây lại là thử thách không hề khó với anh. Anh ta chọn sẽ loại một người duy nhất mà anh ta chưa từng nói chuyện ở nơi này, chính là số 026. Tiếp theo người anh ta loại chính là kẻ thù của liên minh anh ta, số 141. Người tiếp theo mở hộp ma quái chính là số 375. Thật đen đủi, anh ta đã bị loại trực tiếp. Sau đó đến người chơi số 87. Anh ta được chọn một người chơi để loại và anh ấy loại số 176. Tiếp đến là số 130. Có vẻ anh ta là người may mắn nhất. Số 130 được hưởng lợi thế trong trò chơi tiếp theo. Cuối cùng là số 229, cô ta lại tiếp tục khóc vì tưởng rằng đây sẽ là kết thúc của bản thân mình.
Nhưng thật may mắn, sau khi mở hộp cô ấy được quyền loại 3 người chơi khác. Và cô ấy đã quyết định loại số 130, người đã nhận được quyền ưu tiên trước đó. Anh ta thậm chí còn chưa kịp ăn mừng nổi một phút thì đã bị loại. Người tiếp theo cô ta loại chính là người già nhất trong khu này, số 232, cuối cùng là số 243. Tiếp theo đến giờ nghỉ giải lao và hoạt động chung của cả ký túc. Ban tổ chức mời 5 tình nguyện viên vào trong phòng, sau đó yêu cầu bọn họ trong vòng 30 phút phải vắt và đổ đầy nước cam vào 3 hũ. Mọi người đều nhanh tay gấp rút hoàn thành thử thách, sau khi hoàn thành cả nhóm được yêu cầu trở về khu ký túc. Và kết quả công việc sẽ được thông báo. Ngay sau đó, ban tổ chức đã thông báo 5 người đã vượt qua được bài kiểm tra. Vì thế bọn họ sẽ thưởng cho cả khu ký túc một chuyến dã ngoại. Tiếp theo, họ phát cho những người chơi thảm, rồi yêu cầu ngồi 2 người một chiếc. Sau đó bắt đầu phát khẩu phần ăn cho từng nhóm. Tất cả mọi người đều rất vui mừng vì một bữa ăn ngon họ chờ đợi suốt mấy ngày qua sắp đến với họ. Nhưng nụ cười của bọn họ đã tắt khi thấy một túi bi được giấu phía dưới mỗi chiếc giỏ. Không ngờ rằng, trò chơi mà họ không muốn chơi nhất đã đến. Để vượt qua thử thách tiếp theo, họ phải loại chính người thân thiết nhất với mình. Đến đây thì tập 5 của chương trình thực tế Squid Game đã kết thúc. Liệu ai sẽ là người chiến thắng, chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Chị đẹp review phim xin chào và hẹn gặp lại.